À, xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh xe tải của em. Hôm nay em sẽ giới thiệu cái dòng xe tải SRM, xe bán tải chạy trong thành phố. Thì cái dòng SRM này là cái dòng 2 chỗ nha quý vị, và dòng 5 chỗ thì trước mặt mình là dòng 2 chỗ nha. Dòng 2 chỗ này có tải trọng là dưới 950 kg. Xe sẽ có 2 chỗ ngồi và cái khoang để hàng cũng như là để hành lý rất là rộng phía sau nha quý vị nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ vào tìm hiểu cái xe này chi tiết về cái kiểu dáng, động cơ cũng như là nội thất ngoại thất, và nói đến cái phần giá cả của chiếc xe nha quý vị. Xe SRM với thiết kế mặt ga lăng BMW, phần đèn là hai bên là phần đèn có bi cầu LED nha quý vị, chiếu sáng rất là tốt, rất là rõ, và tích hợp FireCode luôn nha quý vị. Phần phía dưới là mình sẽ có cái phần phần đèn sương mù nè, phần phía dưới. Phần mặt trước này thì được làm rất là an toàn bằng bằng kim loại hết nha quý vị nha. Đó, xe thì có một cái độ liền lạc từ trên xuống dưới ha, rất là đẹp. Bánh xe thì đang sử dụng là bánh xe đây quý vị, đây Kasumina bánh nè. Đó, bánh rắn dọc nha quý vị, thích hợp cho chạy đường trường, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện tại xe là của mình là đang được thiết kế để chạy ở trong thành phố với cái dung tích máy là 1.5 lít, máy công nghệ GM của Mỹ. Thì cái máy này cho chúng ta một cái sự hợp lý ha quý vị, rất hợp lý trong khi mình chạy đường trường cũng như chạy các cung đường trong thành phố, tiết kiệm nhiên liệu. Đó, đây là phần nội thất của xe. Thì nhìn từ phía này thì quý vị thấy là cái khoang nội thất, thì nói chung là đối với cái dòng xe 2 chỗ thì khoang nội thất như vậy là cũng cũng vừa đủ đáp ứng cho nhu cầu của chúng ta ha. Đó, xe được thiết kế rất là liền lạc từ cái phần mặt táp lô nè, có phần vân kẻ rất là đẹp cho quý vị nha. Đó, chính giữa là mình sẽ có một cái màn hình đó để hiển thị có camera lùi nha quý vị nha. Xe này sẽ có máy lạnh đầy đủ, FM radio các thứ. Đó, về mặt thiết kế nội thất chúng ta thấy là thiết kế rất là đẹp nha, bắt mắt. Đây là phần thiết kế nội thất bên phần bên tài. Bên tài thì mình sẽ có là kính, thì kính chỉnh điện một chạm, nâng hạ kính rất là dễ dàng. Đồng thời ở này mình sẽ có cái vô lăng là vô lăng 4 chấu, 3 chấu thể thao, 3 chấu nha quý vị, tích hợp còi ở đây nha. Và có cái dòng chữ logo SRM. Thì cái xe này nó sẽ có cái trợ lực lái điện nha quý vị, rất là nhẹ nhàng khi mình để máy lên. Đó, đây là mặt đồng hồ của xe đây. Mặt đồng hồ của xe. Đây để cho quý vị. Xe này hiện đó, mặt đồng hồ của xe là mặt đồng hồ báo điện tử nha quý vị, thông tin là điện tử hết nha. Xe sử dụng hộp số là hộp số 4 5 cấp số tiến và 1 cấp số lui. Cảm giác ngồi trên chiếc xe này cũng rất là chắc chắn nha quý vị. Với các cái thiết kế đường nét như vậy thì chiếc xe này rất là đẹp ha, giống như tương tự một chiếc xe con, tương tự một chiếc xe con. Rất là đi trong thành phố thì xe này nó cho một cái hiệu suất là tiết kiệm nhiên liệu nó khoảng khoảng tầm là 5 đến 6 lít cho 100 km nếu mà quý vị chở hai người với lại có hàng rồi nha quý vị. Còn phần này là mình sẽ có cái phần mà mở cửa hông hai bên ra. Hai xe này được thiết kế là quý vị có thể chất dỡ hàng cả hai bên. Đây là một cái điểm rất là tiện lợi nha. Và thêm cái phần mà khoang lái và cũng như là cái chỗ khoang chứa đồ thì mình sẽ có một cái tấm ốp như vậy để thứ nhất là giữ cái hơi máy lạnh của xe, với thứ hai nữa là sẽ giúp cho cái hàng nó không bị xô đẩy lên trên phía trên ha. Thì cái dung tích của cái chỗ này thì nó tầm khoảng 2m1 nha quý vị, chiều dài 2m1, ngang là 1m45 mà cao cũng là khoảng 1m5 luôn đó nha quý vị nha. Đó, rất lâu rồi em mới làm lại cái dòng xe này nha. Cái phần phía sau này mình sẽ thấy là một cái camera cảm biến nè. Đó, cảm biến lùi đó, đây là mình sẽ có nè hai cái thanh trợ lực nè. Đối với cái dòng xe này thì quý vị băn khoăn nhất là cái phần mà giá cả xe, thì xin thưa với quý vị là bên em đang là xe 2023, sắp tới là nhập 2024. Vì vậy các cái dòng xe là đang được thiết kế với một cái mức giá nó rất là rẻ dành cho quý vị khách hàng khi mà đến mua xe tại ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai. Xe chạy xăng nha quý vị. Xe toàn bộ xe nhỏ như vậy là sẽ chạy xăng. Có một số bác tài hỏi ha, thì xe chạy xăng, động cơ máy móc rất là êm ha.
Đây, ngay chỗ này là chỗ để xăng nha quý vị nha. Thì đối với dòng xe này nếu mà lăn bánh luôn nó tầm khoảng 245 triệu là quý vị có thể sở hữu dòng xe này rồi. Nếu mà quý vị nào đang cân nhắc mua dòng xe này để chạy, một là chạy dịch vụ chở hàng, hai là chạy chính cái hàng nhà mình luôn, thì mình có thể liên hệ đến em theo số máy 0357336326. Em là Sơn, trưởng phòng kinh doanh. Hy vọng là hỗ trợ được quý vị ha. Xe này vay cứ mức khoảng được từ 60 đến 80%. Đa số là khách hàng mua thì sẽ vay được khoảng từ 75 đến 80% nha quý vị. Đó, một chiếc xe thiết kế rất là đẹp liền lạc, có hai phiên bản, 2 chỗ và 5 chỗ. Thì 2 chỗ thì giá xe nó lăn bánh luôn tầm khoảng 245 200, còn ví dụ xe 5 chỗ thì giá xe nó cao hơn nha quý vị nha. Rồi, em xin chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi.